Hello chào tất cả bạn đã đến với channel của mình chính là Dung Cute hoặc Me Xí Muội đây. Ta da. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn nhớ để lại cho Jimmy một like, một share cũng như là một đăng ký để cho Jimmy đạt được 500k subscribe sớm nhất nha mọi người. À các bạn ơi, mình thỉnh cầu luôn, các bạn phải đăng ký cho mình đó. Tại vì á mọi người có biết không, mình có thống kê của YouTube á, các bạn xem video của mình rất là nhiều nhưng mà các bạn cứ quên nhấn nút đăng ký, nên YouTube nhắc nhở mình là hãy kêu mấy bạn đăng ký đi. Trời ơi, I love you, yêu các bạn nhiều nên vì vậy hãy đăng ký nha. Còn bây giờ thì vô video thôi. Hello. Ủa, gì nghe từ lúc chào tới lúc này luôn vẫn còn nghe Jimmy cục cưng vậy. Hello. À quên nữa, còn bạn fan nói mình là lơ hi ha thì mình lơ luôn, không thèm quan tâm. Hello. Đi đâu hả? Không, không có nói chuyện với bạn, mình giỏi bạn ơi. Thôi, nói chuyện đi. Thôi, không có nói gì hết trơn, tại sao tôi phải nói, không nói cho tôi nghe đi, tại sao tôi phải nói. Ai gì, ba là người cuộc đời, là của người của cuộc đời tôi đó. Nhưng mà không quen tâm ông nữa, tôi giận ông rồi, tôi giỏi lắm luôn rồi. Giận gì giận hoài, có làm gì đâu giận. Nè, tôi hỏi ông nè, hồi bữa thằng Leo qua, hai giận cho mọi người thôi, ông kêu nó cho tôi luôn. Ông coi, ông làm gì có được không? Vui mà trời. Thôi, tôi thấy không có vui gì hết trơn á, tôi là tôi giận lắm, tôi giỏi lắm, tôi buồn rồi, tôi khóc một mình tôi. Trời ơi, màn đêm buông xuống, căn phòng lạnh lẽo, tôi thấy cô đơn. Tôi thấy mồi mên và tôi nhớ một người. Người nào? Tôi nhớ giấc mơ của tôi. Thôi nhưng mà tôi vẫn còn giận, lát nữa còn Leo qua chơi nữa, nãy tôi nhận điện thoại của nó. Trời ơi, thôi đừng chơi nó, chơi với tôi đi. Thôi thôi, không có chơi với ông gì hết trơn á, tôi không có chơi với hai người luôn, hai người hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi. Trời trời, khóc coi coi giả gió dữ ông trời, không hề giả chân nha mấy bạn, quá giả chân luôn, coi rồi trời. Trời làm trò gì vậy, làm trò gì vậy. Thôi đừng khóc nữa, thương á, chuông á. Ok. Thôi. Trời ơi mọi người coi nó diễn cơ mọi người. Ôi mình không tin được nó có thể nhanh chóng vậy luôn á. Thôi tôi giỏi tiếp. À, kiếm gì cho tôi cho anh Leo ơi, tôi không giỏi nữa. Mà tôi sẽ chưa ông nhiều giùm moa moa ông luôn. Nếu ấy sao tự nhiên bây giờ cái tự nhiên không nhớ cái gì hết. Chắc phải cần một nụ hôn của một cô nàng công chúa hôn lấy chàng hoàng tử thì chắc hoàng tử mới có thể nhớ lại được. Em xỉu luôn rồi mọi người, xỉu. Wait, what's up? What's up? Hello, Leo. Hey, Bicam. Đang bay, đang lướt xong, đang chill. Hey, Leo, mày bay lại cái núi đằng kia kìa, có một cái gì xịn lắm. Không, bay ơi. Bay đi, xa. Hôm nay tôi nhờ cái nụ hôn của một nàng công chúa bò sữa. Công chúa giùm mày. Nên tôi mới có một ý tưởng để cho bà John. Cho nào. Cho đương nhiên là tôi phải cho anh tôi mới chịu. Đó chính là bà hãy giả làm gì ta, công chúa ác quỷ. Anh đù, được luôn. Ủa vậy là ý là ông kêu tôi làm công chúa ác quỷ cho anh Leo hả? Đúng vậy, thằng Leo quỷ này mê gái lắm. Để tôi thử, tôi tỏ tình nó luôn. Ừ, tỏ tình được. Luôn giờ xúc. Bây giờ tôi sẽ liên hệ ông quản gia của ông mới được, đi theo tôi. Hello quản gia xinh xắn. Konnichiwa Kalakeo. Ơi, kiếm cho tôi một cái kiểu đá quỷ với một đôi cánh thiệt là đẹp nha. Không rồi tôi không chịu đâu á. Được rồi, đợi xem. Ủa, đâu kiên của tôi đâu? Kiên của người đây. Kiên đi. Cái gì vậy? Đây chính là cái kiên của người nè. Tôi mặc xong rồi, cảm ơn ông nha. Quay đẹp vậy. Ừ, không tin luôn á. Dễ thương nè. Thôi cho tôi đôi cánh đi, ông cho tôi đôi cánh đi. Nó bây giờ đi, không cần cánh đâu. Nói lại vậy được. Ok, ok. Trời rồi. Hello ai? Anh. Ừ, có ai ơi. Qua đây. Sao ba ba? Thôi, nhỏ này nè, không biết ở đâu tới á. Nó xinh lắm, nó nói là muốn tìm anh Leo đẹp trai khoai to, đẹp trai. Trời ơi, ơi, chưa. Từ từ, mày vội quá, mẹ gái là mày đi lắm. Bây giờ, mày hãy cố gắng lên, hiểu không? Ba ba đi chỗ khác cho mày, cho nó dễ dàng, ok không? Ok nha, bye bye nha. Cố gắng lên con. Cố gắng lên nha mày ơi. Cố gắng lên nha con, bye bye. Hello, anh chàng đẹp trai, cute for my way nhưng mà hơi lùn. Ủa, nhìn bạn sao đỏ lè đỏ lét vậy? Hả? Để mình nói cho bạn nghe nha. Mình tới từ thế giới ác quỷ. Ủa, từ xa vậy vậy? Nhưng mà mình buồn quá, mình đi giữa đường mình bị lật cái cánh mất tiêu rồi. Thì bạn cho mình cái cánh của bạn ơi. Thôi đừng lấy cánh của mình. Mình có cách khác hay hơn nè. Cách gì vậy? Cánh đầu
đầu mình đi. À, trời ơi, được luôn, được luôn. Trời ơi, công nhận mình điệu ghê mọi người. Alo. Trời ơi, trời, mình đang ngồi trên đầu Leo luôn nè mọi người ơi, không tin luôn. Mà bạn ơi, trời ơi, bạn ăn cái gì mà bạn cute hột me quá dạ? Mình ăn cá mẻ náu. À, bạn ơi, chóng mặt quá xỉu. À, trời ơi, mẹ ra vô tưởng. Được, cánh nè, cánh nè, tặng em, tặng em. Ủa, cánh đâu ra vậy má? À, cánh đâu vậy ba? Mới đạt hàng giả thôi, nhưng mà bay được, bay bằng pin. Bay bằng pin. Bạn tên gì à? Hả? Mình tên là Mimi Cute Hột Me Xí Mụi Hột Gà Sữa Ốc Heo. Thì là tên đệm là tên gì? Mimi Cute Hột Me Xí Mụi Sữa Hột Gà Sữa Ốc Heo. Thôi, cái tên thôi, đừng có họ đệm và tên nha. Ok, à, tên của mình là Mimi Cute Hột Me Xí Mụi Hột Gà Sữa Ốc Heo. Bạn đánh hồi nói chơi mà nè, không thương mình rồi. Mình bỏ đi được. À, cảm ơn bạn nha, trời ơi. Công nhận cái cánh đẹp ghê. Cảm ơn bạn, trời ơi. I love you. À, chu cà mò Leo. Trời ơi, hả? Thì vậy là bạn quen nhiều cô gái khác mà không thương mình rồi. Ôi, mình buồn quá, mình đi chơi. Mình biết rồi, mama của bạn có phải là có kênh YouTube tên là Zombie TV được 300,000+ lượt đăng ký đúng không? Chào ơi, tôi là fan của mama bạn nên tôi thích mama bạn, tôi mới biết bạn biết chờ, bạn biết gì hết trơn. Hello. Kêu nó đuổi đi ra khỏi nhà nó chịu. Ôi anh Leo ơi, đừng có sung nữa anh ơi, đừng sung nữa. Ông già, tôi nói ông mày nha. Ông coi chừng đó, ba tôi là chủ cái nhà này chứ không phải là ông đó. Ông nhớ. Trời đúng tội luôn á mọi người. Nè, mình trả cánh cho bạn nè, nãy mình nhặt được á. Ủa trời, ủa sao cánh mình rớt kìa, đúng là cánh hư. Trời. Chết rồi. Anh nhớ em không? Leo ơi. Anh Leo ơi. À, sợ quá. Sợ quá à. Cứu mình với bố người ta. Em hôn hoàng quá rồi Leo. Chết rồi. Ơi, mình không biết bay. Không biết bay, mình không bay được. Mình hết bạn chở, mình ơi. Á, chả. Nó hôn mình bây giờ. Chết rồi, không được rồi. Dạ, đứng đây đi. Anh Leo ơi, trai của Tia Phương Mai Que. Anh Leo ơi, em muốn nói với anh một điều. Em chưa từng thấy người đàn ông nào lùn như anh. Em chưa từng thấy người đàn ông nào có sự cute vô mây quê hụt mê xí mụi như là anh. Em muốn nói là I love you. Em yêu anh. Anh Leo. Trời ơi, thích quá. Anh ơi. Trời ơi, nó bay lên trời luôn mọi người. Anh ơi.
anh vừa hùng em á hả? Đúng rồi, ai được rồi, bây giờ anh quyết định này, đây là cái nhà của anh, không phải là nhà của ba nữa, tại vì á anh đã có gọi là bạn gái rồi, có bạn gái tức là anh sẽ có căn nhà này, ba đã nói như vậy. Anh đồ ghê dữ vậy anh về anh chở em xuống dưới gặp ba anh ơi. Đuổi ba anh ra khỏi nhà giùm em ơi. Em lên rồi, em cưỡi anh nãy giờ. Ôi, ba, để con nói cho ba một điều này. Sao? Thôi anh ơi, em quyết định rồi, em không yêu anh nữa đâu. Ba anh đẹp trai, cao to hơn anh. Trời ơi, thôi, em thích ba anh. Em đi đánh nhà rồi anh, ba anh không có giá trị gì đối với anh đâu. Có, ba anh có nhà, anh đâu có nhà đâu. Vậy sau khi mà em làm bạn gái của anh thì căn nhà này sẽ là của anh. Đâu, anh sẽ cho em căn nhà này nữa nè. Qua đây, qua đây. Được. Đây, căn nhà này nữa. Trời ơi, được, được, được. Không. Nếu mà, nè, gì ta em Mimi là chị làm bạn gái của Leo thì cả hai căn nhà này đều thuộc về của Mimi luôn. Tất cả căn nhà. Trời ơi, tức dữ vậy. Vậy anh ơi, anh ơi, vậy anh tỏ tình em ơi cho ba anh thấy. Đúng rồi. Để chuẩn bị một câu gì nữa chi lý rồi Mimi à. Lấy cái gì mà đợi xíu nước miếng có văng vô mặt em vậy. Thôi nó lâu quá vậy với anh đi em ơi. Để nói luôn nè Mimi à, em có chịu đồng ý anh làm vợ à, không làm chồng anh không, à, không làm vợ anh không. Trời nó liệu tụi nó. Dạ em chịu. Ôi ơi lấy những kết hôn luôn chứ. Lấy những của anh đi. Giờ cho em mượn cái cánh anh ơi, em sẽ chịu, không thôi em không chịu đâu. Anh sẽ cho em mượn tất cả chiếc tim này. Dạ, em cảm ơn anh. Nè, anh ơi, mang cánh đi anh. Anh gì đó ơi, rồi. À đúng. Biến rồi, đi cho mày à. Ok, hello anh Leo nha. Anh Leo, cảm ơn chiếc nhẫn của anh nha. Em đi đây. Đi lên. Bye bye. Video của mình ở đây cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cảnh cuối Leo coi đó làm sao nha. Leo. Mọi người coi nó đúng tội luôn mọi người. Ok, các bạn cũng biết được độ mê gái của Leo là cỡ nào đó nha. Không còn cái gì mà nói được luôn á. Quá mê gái rồi mọi người. Mọi người muốn mình cho nó cái gì nữa thì nhớ comment bên dưới nha. Chú không về chú kèm.